Chào mừng anh em đã đến với Xem Gì Hôm Nay. Mỗi người đều chọn cho mình một công việc khác nhau. Người thì làm bác sĩ, người thì làm kỹ sư, có người làm kinh doanh buôn bán, hoặc cũng có người làm biếng, làm khùng, làm điên. Đó đều là lựa chọn riêng của mỗi người. Nhưng hôm nay tôi sẽ hỏi anh em một câu: anh em nghĩ nghề gì là nguy hiểm nhất ở Việt Nam? Một số bạn bè của tôi trả lời là làm chồng, vì ngày nào cũng sống cùng sư tử. Loại trừ làm chồng ra thì hôm nay tôi còn có 8 nghề nghiệp khác cũng vô cùng nguy hiểm, cho tiền cũng chưa chắc dám làm. 1. Cưa bom. Độc lạ Việt Nam, thấy bom không chạy, ngược lại còn ngồi cưa để bán phế liệu. Với một đứa nhát gan như tôi thì nghe thấy chữ bom thôi đã chạy mất dép rồi. Thế nhưng với một số người, bom lại là nghề kiếm cơm của họ. Dụng cụ cưa bom của các bom thủ chỉ vỏn vẹn một chiếc cưa tay, vừa cưa họ vừa đổ nước vào để làm nguội bom. Quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn cưa dù là họ biết điều đó. Nghe thì có vẻ hài hước nhưng mà thực sự là đây là một vấn đề rất đáng lo. Theo thống kê tuy chưa đầy đủ của Bộ Quốc phòng, mỗi năm ở nước ta có trên dưới 2.000 người bị thương và tử vong do bom mìn. Tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, hiện vẫn còn 6,6 triệu hecta bị ô nhiễm bom mìn với khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị từng bị gọi với cái tên là làng cưa bom vì cuộc sống khó khăn, cả làng đều phải đi gỡ bom lấy đồng, sắt bán kiếm thu nhập. Từng có một bom thủ chia sẻ khi được hỏi vì sao lại đánh đổi cả tính mạng để kiếm chưa tới 100 đồng một ngày. Dù biết nguy hiểm nhưng mà tôi vẫn phải làm, nhưng người ta vẫn nói một bát máu đổi lại một bát gạo, sống hay chết là do số phận. Rất mong các bom thủ sớm tìm được công việc tốt hơn và an toàn hơn. 2. Thợ mỏ. Không chỉ ở Việt Nam, đào mỏ là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Nghề mỏ vừa nặng nhọc, độc hại mà còn ẩn chứa rất nhiều những nguy hiểm tiềm tàng như thiếu dưỡng khí, sập hầm. Đã từng có những vụ sập hầm gây chấn động cả nước, để lại biết bao đau thương cho gia đình các nạn nhân. Công nhân làm việc trong các hầm mỏ có nguy cơ bị bệnh gấp đôi so với những người làm việc trên mặt đất. Thế nhưng, thợ mỏ vẫn luôn là công việc không thể thiếu. Dù biết tính mạng luôn bị đe dọa, nhưng vì miếng cơm manh áo, hàng nghìn thợ mỏ vẫn cần mẫn đào từng viên than đá suốt nhiều giờ đồng hồ ở độ sâu hàng trăm mét, trong không gian nhỏ hẹp không rõ ngày hay đêm. Mặt mũi họ lúc nào cũng đen nhẻm, có thể casting vài bao công. Tuy nhiên, hiện nay có những thợ mỏ dù làm cả ngày cả đêm nhưng vẫn trắng trẻo thơm tho. Tôi cũng không rõ công việc của họ nhưng có vẻ là khá vất vả vì hôm nay họ đào mỏ này, mai họ lại đào mỏ khác. Mỏ của họ rất đa dạng, từ già tới trẻ, từ độc thân đến đã có gia đình. Thu nhập của những mỏ thủ này chắc chắn cao hơn thợ mỏ truyền thống rất nhiều. 3. Nuôi rắn độc. Đã là bé na thì dù có độc hay không độc cũng đều đáng sợ. Thế nhưng nuôi rắn độc lại là nghề phổ biến tại làng rắn Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hay làng Lệ Mật, Long Biên, Hà Nội. Chỉ cần sơ hở ăn một phát cắn của bé na độc cũng có thể khiến cụ đi chân lạnh toát. Ấy vậy mà vẫn có những trại nuôi rắn với quy mô lớn vì công việc này mang lại lợi nhuận không hề nhỏ. Nhiều người vì đồng tiền mà bất chấp làm nghề này, chứ kinh nghiệm làm việc với rắn thì không nhiều, cũng chưa chắc đã biết cách xử trí khi bị rắn độc cắn. Không ít trường hợp, chính người nuôi rắn tử vong hoặc bại liệt bởi nọc độc rắn. Người mắc bệnh tim, phế quản, phổi sẽ có nguy cơ mất mạng cao hơn khi bị rắn độc cắn. Về giá cả trên thị trường, theo một số nguồn tin, những năm được mùa, rắn bán được giá tới hơn 1 triệu đồng 1 kg, rẻ cũng phải hơn 400.000 đồng 1 kg. Với thu nhập như vậy thì cũng dễ hiểu vì sao nhiều người dù biết nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi nghề này. 4. Công nhân xây dựng. Đây cũng là một nghề không thể thiếu trong xã hội vì các công trình xây dựng đang mọc lên ngày càng nhiều trên khắp các tỉnh thành. Công nhân xây dựng còn được gọi với cái tên đầy chuyên môn khác là thợ xây. Đây là công việc lao động chân tay, hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng, nhà cửa được giao để nhận tiền thù lao, tiền lương định kỳ. Ở thời cổ đại phong kiến, rất nhiều người bị bắt đi khổ sai bằng việc xây dựng các công trình cho vua chúa. Các kim tự tháp, các lăng mộ, đền đài đều là nơi chôn xác của biết bao nhiêu công nhân xây dựng. Thời điểm hiện tại, mọi thứ đã khá hơn nhưng nghề này vẫn được xem là rất nguy hiểm. Hàng năm có không ít tai nạn đã xảy ra ở các công trường tại Việt Nam do chưa được bảo hộ lao động an toàn và sự quản lý lỏng lẻo thiết kế xây dựng. Thỉnh thoảng lại có những tin về việc sập giàn giáo khiến thợ xây tử vong xuất hiện trên báo chí. Ngoài tai nạn do ngã từ trên cao, công nhân xây dựng còn phải đối mặt với các rủi ro chết người khác như vật rơi trúng người, công trình đổ sập, sập hầm, hào, giật điện, chấn thương do hóa chất, cháy nổ. Chính vì thế, nghề xây dựng được xếp vào một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 5. Lau cửa kính nhà cao tầng. Nếu thấy ai đó đu bám trên mấy tấm kính các tòa nhà thì đó không phải người nhẹ đâu, đó là thợ lau kính. Với mức lương chỉ dao động từ 6 đến 9 triệu, hàng ngày những người thợ lau kính đều đánh cược với mạng sống của mình khi phải treo lơ lửng giữa không trung. Nhân viên được trang bị dụng cụ rất thô sơ, đơn giản, bao gồm dây, ghế đu, đồ hít kính, khóa an toàn, đai bảo vệ toàn thân và dụng cụ lau rửa. Đây không phải là công việc dành cho người sợ độ cao và thiếu sự can đảm. Một người nghiện vệ sinh tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam từng chia sẻ, để lau kính cho những tòa nhà chọc trời, chúng tôi phải dày dạn kinh nghiệm, khả năng tập trung cao, làm việc nghiêm túc và có thần kinh rất vững. Không hội tụ đủ những yếu tố ấy thì một là bỏ việc, hai là mất mạng. 6. Diễn viên xiếc mạo hiểm. Xiếc là một trong những nghề lao động nặng nhọc, nguy hiểm và rủi ro nhất so với các nghề khác liên quan đến nghệ thuật. Thế nhưng, các diễn viên xiếc rất ít khi nhắc đến 4 chữ hào quang rực rỡ. Ngoài hai cái tên quốc cơ quốc nghiệp thì rất ít các diễn viên xiếc khác được vinh danh. Ngoài năng khiếu, lòng đam mê, tài năng, sự kiên trì học hỏi, đòi hỏi những nghệ sĩ xiếc ảo thuật phải vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để học và biểu diễn thành công. Những màn trình diễn như thăng bằng trên dây, nhào lộn, nuốt kiếm, múa lửa chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng diễn viên lại phải miệt mài tập luyện rất lâu. Quá trình tập luyện cũng như biểu diễn đều không có thiết bị bảo hộ nên việc gặp chấn thương xảy ra khá thường xuyên, thậm chí có những trường hợp chấn thương nặng phải bỏ cả sự nghiệp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, họ vẫn say mê, vẫn cống hiến mà không cần khua chiêng gõ trống. Nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều khó khăn về việc tìm kiếm thế hệ trẻ kế cận. Lương, chế độ đãi ngộ thấp nên thế hệ trẻ ngày nay không mặn mà với nghệ thuật xiếc. Hiện nay, hầu như các đoàn như Nhà hát Phương Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam đều rất khó khăn, lo lắng về nguồn diễn viên trẻ theo nghề xiếc này. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 7. Ngư dân. Nghề đi biển vốn gian nan nguy hiểm từ bao đời nay. Đánh cá được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trời yên bể lặng thì không sao, chứ mỗi khi dông bão nổi lên, người ở bờ lo cho người ra khơi đến nỗi quên ăn quên ngủ. Ngư dân thường phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày, có khi là vào ban đêm, không có thời gian nghỉ. Nếu ai đó đã đọc tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu, chắc hẳn vẫn còn nhớ sự cộc cằn, cục xúc của người chồng và ngoại hình thô cùng khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như buồn ngủ của người đàn bà hàng chài. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy, nhưng đó cũng là một vài nét của những người ngư dân. Đối với ngư dân, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Nghề đi biển xưa nay vẫn nhiều rủi ro. Khi lênh đênh trên biển, các ngư dân phải đối diện với bao khó khăn vất vả, tính mạng luôn phụ thuộc vào thời tiết và những mối nguy hiểm bất chợt như hỏng hóc tàu, va phải vật thể lạ, thậm chí là gặp cướp biển. Nếu gặp phải băng mũ rơm thì không sao, chứ còn rơi vào tay các băng cướp khác thì lành dữ khó lường. 8. Lính cứu hỏa. Thời gian gần đây, Hà Nội đối mặt với rất nhiều trận cháy lớn nhỏ. Người vất vả nhất chính là những người lính cứu hỏa. Mỗi khi nghe hiệu lệnh báo cháy, lính cứu hỏa sẽ tức tốc di chuyển đến đám cháy mà không chậm trễ một giây nào. Đây là một nghề nguy hiểm nhưng cũng đầy tự hào, được mọi người yêu thương, ghi nhận. Để trụ được với nghề, lính cứu hỏa phải có sức khỏe dẻo dai, thái độ hợp tác tốt và tinh thần chịu đựng cao. Do vậy, ngoài công việc chính là dập hỏa cứu người, họ còn phải thường xuyên tập luyện thể lực và thực hành những bài tập về sự phối hợp làm việc theo nhóm. Đã có không ít tấm gương người tốt việc tốt về các chàng lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy, lao mình vào đám cháy giải cứu nạn nhân. Nhưng cũng có những anh hùng đã ra đi mãi mãi. Mỗi năm, có hàng trăm lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ cao cả. Các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nghề nghiệp của chiến sĩ cứu hỏa chủ yếu là do ngạt khí và nổ lớn do áp suất. Người dân sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh cao đẹp của các chàng lính cứu hỏa. Nghề nghiệp là lựa chọn của mỗi người, có trường hợp người chọn nghề, cũng có khi nghề chọn người. Thế nhưng, chúng ta vẫn nên chọn cho mình một nghề nghiệp chính đáng, đừng vì tiền mà đẩy tính mạng vào nguy hiểm không cần thiết. Có cái chết hóa thành bất tử, nhưng cũng có những cái chết đi vào quên lãng. Cảm ơn anh em đã xem video của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng quên like video và subscribe Xem Gì Hôm Nay để cùng xem và thảo luận về những chủ đề, nội dung thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!